Thưa quý vị, từ 5 giờ sáng nay ngày 26 tháng 8, lực lượng chức năng các cấp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường đã triển khai lực lượng tuần tra nhắc nhở người dân thực hiện việc đổi ca, đổi người. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo ghi nhận vào đầu giờ sáng nay, các tuyến đường lớn của thành phố có khá đông phương tiện di chuyển, chủ yếu là người đến công sở, cơ quan, công nhân từ các nhà máy về nhà và từ khu dân cư đến nhà máy để thực hiện việc đổi ca, đổi người. Trong thời gian từ 5 giờ đến 9 giờ, các chốt kiểm soát tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức, công nhân lưu thông nếu đúng đối tượng. Với lại trực ở đây rất là thoải mái, do có giấy tờ hợp pháp là cho rất thoải mái. Lực lượng chức năng các cấp đã tổ chức tuần tra, nhắc nhở theo đúng nguyên tắc một cung đường, một điểm đến, tuyệt đối không tập trung, không tranh thủ mua bán tại các cửa hàng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân ra đường không đúng mục đích. Từ 0 giờ từ 5 giờ đến 9 giờ sáng thì lượng người và phương tiện đi lưu thông qua cái tuyến cầu Rồng này rất là đông và anh em phải tập trung tăng cường lực lượng thêm người để mà phục vụ việc cái kiểm soát đúng đối tượng được di chuyển lưu thông qua chốt. Thì cũng có một số cái trường hợp người dân người ta tranh thủ cái này ra đường để thực làm một số việc không đúng như là vận chuyển hàng hoặc là thuốc men hoặc là cái gì đó với lý do cá nhân, lý do không chính đáng. Trong thời gian từ 5 giờ đến 9 giờ, các lực lượng duy trì việc kiểm tra đột xuất nhằm đảm bảo việc đổi ca, đổi người được thông suốt. Sau 9 giờ sáng nay, các lực lượng xử lý nghiêm tất cả những người còn ngoài đường, ngoài nơi cư trú, ngoài cơ sở được phép hoạt động, kể cả các cơ quan.